Tất cả quý vị và các bạn, khi mà quý vị và các bạn muốn xây dựng những cái công trình lăng mộ đá ấy, thì để một cái công trình lăng mộ đá nó thực sự là có chất lượng ấy, thì cái đơn vị cung cấp, cái nhà sản xuất mà hợp tác với quý vị và các bạn ấy, thì đó phải là những cái đơn vị thực sự là uy tín và có kinh nghiệm và có năng lực sản xuất thực sự, thì mới đảm bảo rằng là cái công trình mà quý vị và các bạn gửi gắm ấy thì nó mới thực sự là có chất lượng. Tránh cái trường hợp lần như này, tại vì thời gian gần đây mình nhận được rất là nhiều những cái phản hồi của khách hàng ở trên internet rằng các bác ấy nói rằng là tôi cũng thấy rằng là có những đơn vị sản xuất, người ta cũng nói là người ta ở Ninh Vân, Ninh Bình và người ta cũng nhận làm những cái công trình như thế này, nhưng mà khi chúng tôi chuyển tiền đặt cọc xong và đến khi mà cái sản phẩm thực tế chúng tôi được nhận ấy, nó khác xa nhau quá. Thì bây giờ xử lý như thế nào? Thật ra cái câu chuyện là khi mà các bác đã gửi gắm niềm tin cho người ta rồi ấy, và các bác đã ký kết hợp đồng và đặt cọc, dẫn đến cái việc là cái sản phẩm mà khi các bác được nhận ấy, nó không giống như cái cam kết ban đầu ấy, thì thực ra đôi khi đó là những cái đơn vị mà người ta không phải là sản xuất thực tế, mà đó là những cái đơn vị có thể là người ta làm marketing, người ta làm thương mại thôi, thì dẫn đến cái việc là khi mà người ta nhận những cái đơn hàng của các bác xong thì người ta lại đi khoán cho một cái bên đơn vị thứ ba, và cái bên đơn vị thứ ba đó thì cái người mà nhận trực tiếp với các bác ấy, người ta sẽ không quản lý được trực tiếp sản xuất, và dẫn đến cái việc là cái chất lượng của sản phẩm nó sẽ không được như mong muốn. Tại vì là để cấu thành nên được những cái sản phẩm lăng mộ đá nó thực sự là có chất lượng ấy, thì cái yếu tố nguyên liệu và cái yếu tố quy trình sản xuất nó là một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng. Thế nên là nó đòi hỏi là cái đơn vị sản xuất là những đơn vị thực sự phải có năng lực, phải có toàn bộ những cái quy trình sản xuất thật sự là tốt thì nó mới tạo ra được những cái sản phẩm tốt. Tại vì là nhiều bác bảo là anh cũng chỉ xem thông qua những cái video rồi anh tìm hiểu ở trên mạng, thì anh cũng không về trực tiếp anh kiểm tra, thì anh đặt như thế thôi, thì dẫn đến cái việc là khi mà anh nhận cái sản phẩm thực tế nó không được như những cái gì mà anh mong muốn. Thì bây giờ cái biện pháp nào để xử lý, hoặc là các bác có nhờ mình để đưa thợ của bên mình sang để sửa những công trình đó. Nhưng thực sự là khi mà cái công trình mà đã làm lên rồi thì bây giờ một cái đơn vị khác vào sửa ấy, nó cũng rất là khó, và đôi khi bọn em làm nghề thì bọn em cũng khó xử lý trong những cái vấn đề đó, mặc dù bọn em cũng muốn giúp các bác. Thế nên là em nghĩ là khi mà các bác có cái nhu cầu mà xây dựng những cái công trình lăng mộ đá ấy, thì các bác tìm hiểu thông tin, sau đó các bác nên về trực tiếp để tham quan từ công ty, từ xưởng sản xuất, để các bác xem rằng cái đơn vị đó nó có đủ năng lực để mình gửi gắm niềm tin hay không, thì nó mới tạo ra được những cái công trình thực sự là chất lượng. Và em cũng muốn nói với các bác rằng là đối với những cái công trình lăng mộ này, nó là một trong những cái công trình rất là quan trọng. Thế nên là khi mà các bác xây dựng thì các bác cũng nên dành thời gian về để xem là cái đơn vị đó người ta có thực sự là có năng lực hay không. Khi đó các bác hãy gửi gắm niềm tin, tại vì là cái công trình này mình chỉ làm một lần thôi, làm xong các bác muốn sửa, muốn thay đổi thì nó cũng liên quan đến rất là nhiều thứ. Thì đó là những cái lưu ý mà các bác cần lưu ý khi mà làm những cái công trình lăng mộ đá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.